Chào anh em, hôm nay là ngày 29 tháng 6, ngày cuối tháng. Nhưng mà tóm lại trong cái nhóm của anh em thợ hôm nay là anh gom chung lại để anh làm lễ tốt nghiệp của QC. Thì chắc anh em nào trong này cũng được thầy nhận thông báo hết rồi ha. Và trên này ghi rất là rõ, lễ tốt nghiệp rất là rõ. Tốt nghiệp của anh em tốt nghiệp ở đây nó khác với cái tốt nghiệp sau cái giống như nó khác cái lễ tổng kết. Tổng kết là cái lễ gom lại, tổng kết lại một cái năm học của mình. Còn đây thì khác, tốt nghiệp là mình hoàn thành tốt cái công việc của mình để mình dùng cái nghiệp đó để mình hành nghề ha. Bây giờ hôm nay á, là cái ngày mà cũng khá là vui, anh không biết là vui hay buồn nữa. Đối với Cường thì dùng Cường thì không dùng anh em, vì trong này có nhiều người lớn hơn, có nhiều người nhỏ hơn. Thì hôm nay Cường không biết vui hay buồn á. Tại vì có nhiều anh em á thì sẽ được nhận lại, có nhiều anh em không được nhận lại. Nhiều anh em tiếp tục bước tiếp với cái nghề của mình, nhiều anh em sẽ cùng khó khăn trong thời gian tới để hành nghề làm với công việc của mình sắp tới nữa. Nhiều công việc mà mình phải chuẩn bị trong cái sau cái ngày hôm nay, sau bắt đầu qua ngày tháng 7 á, thì nó có nhiều cái để anh em phải làm. Nó không phải đơn giản như là một cái việc là hôm nay tôi làm rồi ngày mai tôi lại kiếm một công việc khác tôi là ổn định. Tại vì nghề nghiệp anh em biết sao, nó không bao giờ có cái chuyện mà nó êm đềm cho tất cả anh em trong cuộc sống mình đâu. Nghề nghiệp mà không phải ngày hôm nay anh em được nhận cái bằng này đồng nghĩa với anh em sẽ là một cái người thợ power giỏi. Không phải, cái bằng chứng chỉ của QC thật sự nó rõ anh em tới với QC được cho cái duyên cả. Và cái này cần chia sẻ thẳng và đã nói với anh em rất là nhiều lần về chủ đề này rồi, cái bằng này chỉ có tác dụng làm kỷ niệm của anh em khi học tập và làm việc ở QC. Mặc dù đã đăng ký ở tập phục viện quốc gia, họ cho phép QC dạy, có con dấu của công ty đàng hoàng, nó vẫn là một cái bằng hiệu lực. Nhưng mà ở Việt Nam bằng không là cái gì cả. Họ cái mà họ cần nhất ở đây á, không phải là cái bằng mà là kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giao tiếp, kinh nghiệm hành nghề với cái công việc của mình, cái nghề nghiệp của mình đã từng học. Và cái bằng này chỉ mang hình thức là gì? Kỷ niệm và trang trí. Sau này anh em về shop, anh em mở lên để mình nhớ ngày xưa mình đã từng học tập, từng làm việc ở WeCO của shop. Đó là cái lý do của cái bằng này và cũng là cái lý do của buổi lễ ngày hôm nay luôn. Thì nói vắn tắt thì cũng cái gì đó. Và hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp và cũng là cái buổi học cuối cùng, buổi học cuối cùng của một người học viên. Và kết thúc cái buổi sau cái ngày hôm nay, anh em mình không còn bất kỳ một anh em học viên cả, anh em làm barber rồi, không còn là barber tương lai nữa mà hiện tại đang là một cái barber rồi đó, một người thợ cạo, một người thợ làm đẹp, mang cái tay nghề của mình đến làm đẹp cho đời rồi đó. Thì hôm nay sẽ chia sẻ những cái kiến thức, gọi là kiến thức cuối cùng để anh em hành nghề, hành cái công việc này, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nhất mà Cường có thể chia sẻ cho anh em được. Cái đầu tiên á, làm nghề không vứt cái tôi của mình xuống. Trong này rất nhiều anh em đã thay đổi ha, Cường thấy rất là rõ. Nhiều anh em vô có thể là không cần biết là gia đình họ khá giả, họ như thế nào đó không cần biết, nhưng mà bây giờ bước vào đây rồi, nhiều anh em đã thay đổi rất là tốt, theo chiều hướng rất là tốt, làm việc có trách nhiệm hơn, biết vì tập thể hơn, sống vì tập thể, không có còn sống độc lập cho riêng mình nữa. Anh em đã thay đổi rất là tốt. Và cái chương trình lịch học, khóa học, chương trình học thì Cường đã truyền tải hết cho anh em, Cường và những anh em bên giảng viên đã truyền tải hết rồi. Rồi hôm nay vẫn còn nhiều cái, không phải học xong là hết, học không nữa, học mãi mà. Mình còn phải học rất là nhiều thứ, thậm chí là sau này anh em là một master, một giảng viên, một giáo viên thì anh em vẫn phải học để nâng cấp cái tay nghề của mình lên, mình phải cập nhật. Và học nghề chỉ học tới mức độ chừng này thôi, và sau này anh em cũng phải học thêm. Tại vì nếu mà anh em không học thêm á, đồng nghĩa với sao phải không? Anh em bị đào thải ra khỏi xã hội. Tại vì nghề này là nghề nó đi lên theo thời gian mà. Còn ai mà cảm thấy anh em khi nào mình thấy mình giỏi rồi, lúc đó là mình đai rồi đó, xác định luôn, không còn tồn tại được một người nào đâu. Sau này những anh em này có thể là một cái thế hệ sau của Bauer, có thể là phát triển hơn Cường và những anh em khác ở trong cộng đồng. Vẫn muốn một cái xíu công sức nhỏ của mình để làm cho cái nghề barber này nó phát triển hơn. Thậm chí anh em cũng đang thấy rất là rõ, những họ vẫn đang cố gắng rất là nhiều, nhưng khi chưa chắc
chưa chắc, anh em cố gắng khi mà anh em thử anh em làm ra đi, anh em chỉ gọi chính là nghiện kinh doanh hoặc là nghiện một cái vấn đề gì đó, mình muốn phát triển cái nghề nghiệp này chưa chắc cái mục đích cuối cùng anh em là tiền nữa, mặc dù mình biết nếu mà không có tiền không thể nào làm được cả, nhưng mà cái mục đích cuối cùng chưa chắc đã là tiền. Nên mong anh em những cái người thợ sau này á, những người thợ tương lai cố gắng mang cái tâm của mình tới để làm đẹp cho khách hàng, và chắc chắn sau này sẽ có một vài bạn nào trong những anh em trong này sẽ có một cái người họ phát triển hơn cả cả WC và Booker Barber thì sao, đúng không? Nhiều khi chẳng hạn như là lại Barber chẳng hạn, phát triển lỡ mười mười mấy hai bao nhiêu cái thì sao, biết đâu chừng, đúng không? Rồi, và những cái chia sẻ như thế này, những chia sẻ ngắn gọn thôi, và những điều khi mà nói tới đây nè, những anh em mà sau này khi làm nghề khi hành nghề á, khi mà tới làm việc xin việc ở một nơi nào đó, nhớ hồi nãy cái nói là bỏ cái tôi của mình xuống để mình làm người thợ mới giỏi được. Còn khi mà những cái thằng mà cái tôi nó thể hiện quá, người ta gọi là thùng rỗng kêu to, những cái thằng nào mà nó nói rất chém gió rất là nhiều, vô người ta hỏi em cắt tóc sao làm nghề xong, nói em ok đó, em giỏi anh khỏi lo đi. Mấy thằng đó thường thường là hay rất đại sớm lắm, tại biết sao không? Vì anh em trong đó còn ghét, là cái tôi của bạn lớn quá, anh em không có chia sẻ cho bạn được. Giờ anh em có giỏi ở chỗ nào đi nữa thì sau này anh em cũng phải cần gì, đúng không? Cần học hỏi thêm mà. Tới một cái tiệm nó sẽ có một cái hay riêng, chứ không phải là cái chỗ nào nó cũng như WC đâu. Ví dụ WC anh em làm đây anh em thấy ở cái này nó ok, sau này khi mà mình làm xong nơi mình thấy cái đó nó không ok bằng WC thì mình giữ cái WC lại, mình bỏ cái đó đi để sau này mình làm cái tiệm cho riêng mình. Còn ví dụ mình đi học tập ở WC nhưng mình đi làm ở chỗ khác, mình thấy ồ cái đó ví dụ nó uống chẳng hạn, nó uống đẹp hơn, cái kỹ thuật nó dễ hơn, nó tiện dụng hơn, nó đẹp hơn, thì mình bỏ mẹ WC đi, đắp cái đó vô thành của mình, mình lượm mỗi cái lại thành của mình. Nhưng mà mình khi mà mình làm ở đâu thì mình phải chấp nhận cái biên chế cách làm việc của cái tiệm ở đó, chứ mình không thể nằm nó ở tôi ngày xưa tôi học ở đây được, tôi học ở đây tôi thầy tôi dạy như vậy đó, giờ anh phải làm như vậy. Không có bất kỳ một cái tiệm nào, một bao cái shop nào, một hệ thống nào thay đổi vì một thằng tép riêu cả. Vô tập thể là phải làm theo tập thể, cho dù ở chỗ đó nó cái đó mình có thể là mình thấy nó dở hơn cái mình đang học, nhưng mà mình vô đó mình phải làm theo của nó. Và cái buổi lễ, và buổi nói chung là buổi chia sẻ đây, dùng chia sẻ không phải là dạy, không phải là gì cả, dùng chia sẻ để cho nó gần gũi với anh em nhé. Trong tất cả những anh em ở đây, không Cường chưa bao giờ gọi một cái người anh em nào là lính của Cường, hoặc cũng chưa bao giờ gọi bất kỳ một cái người anh em nào á là gì, là học viên cả. Vì nói khi nói chuyện gọi là học viên của video shop thôi, chứ còn ở chưa bao giờ nó ở đây là thằng này là học viên của tôi, khi mà làm việc chưa có. Đa phần chia sẻ ở anh em làm công tiện thấy cái từ anh em mà từ mà cần dùng tới mọi người tới anh em nhiều nhất, chỉ muốn bước vào là anh em và sau ngày hôm nay ra nhà đồng nghiệp chỉ gọi là anh em thôi, đừng có khoảng cách cho không có gì hết á. Chưa biết ngày ngủ vậy, chưa qua uống ngày chiều, chưa biết thằng nào giao thằng nào. Thì hôm nay là kết thúc buổi nói chuyện ở đây, và hôm nay sẽ cấp bằng cho những anh em dùng cái bằng này làm lưu niệm, dùng cái bằng này để làm một cái gì đó để xem anh em bước tiếp trên con đường của mình. Bây giờ Cường sẽ gọi tên từng anh em nào có tên á, đứng theo thứ tự phía bên này đi qua này nha, và cái tầng thứ hai là ngồi xuống nhé, tầng thứ hai ngồi xuống tại bên em khá là đông, lát anh em mỗi anh em sẽ lên để em chụp với Cường một tấm hình làm kỷ niệm ha, được không? Rồi nhà kính gỗ to quá bắt đầu rồi kết kết anh em nghĩ lại rồi lên trên. Cái hình đứng đây là cái hình cho nó bé. Rồi, cười lên, đầu đúng lên cái điểm. Chủ tiệm. Chủ tiệm nào? Kiên Quý Sĩ. Đứng dậy. Cút
chim bơ. Lắc lùi lùi xong mấy quay xíu nha, nó dễ thấy nha. Mẹ không bắt đứt tài. Nguyễn Minh Quang. Chẳng có gì cả. Chủ tịch nước, chủ tịch nước. Chủ tịch. Chủ tịch làm sao đi sao? Cố gắng hết sức. Chủ tịch này để bay, để chứng bay. Nước mà thao sữa. Thao sữa. Nếu mà để làm nào đất nước là lợi. Bạn đất nước được vỗ tay to, thằng chẳng có hai ba thằng. Rồi. Đặng Hoàng Phấn Thị. Đặng Hoàng Phấn Thị. Còn lên sống bằng ai luôn á. Thợ ba bơ nhỏ tuổi nhất vô VC. Đi mẹ. Không anh Đặng. Đã nghe tới thấy nghi rồi. Nhỏ tuổi nhưng tập sẽ bằng chú không? Anh anh Cường mà gọi phải để suy nghĩ coi phải đồng hương lão mà. Thế Bảo. Bảo Béo. Sao vai vỗ tay vậy? Nam đây. Dương Gia Quý. Ngồi xuống tóc dài kịp rồi đó, ngồi xuống luôn anh. Tóc dài kịp. Đẹp chưa? Lê Trương Vũ Béo. Càng ngày thấy càng nhỏ lắm, nó ít lên rồi. Tính Nam Nghĩa được ưu tiên nhất. Ngồi đây chắc Lê Trương là của tay nó to. Ngồi sát sát lại vừa hình vậy. Nguyễn Văn Lại. Anh lỡ, Thế còn thêm tầng nữa lận. Thêm tầng nó nằm. Này sẽ xách ghế tới ngồi đi, hàng này ngồi đi. Này hàng giữa sướng nhất. Đúng rồi. Đây là Lục Chí Khang. Đen cuối cùng. Ghế lỡ rồi. Rồi. Ngồi lên. Đây là chủ yếu. Rồi. Quá. Ngồi xuống anh. Phát xong mới ngồi chứ mình. Sao? Rồi, ở đây. Lê Ngọc Hòa. Gọt không? Gọt cơm. Càng ít là càng to. Tiểu một thời gian rồi. Đề nghị các đồng chí biểu cảm lên nha. Hôm nay là Kim Thành thứ quát luôn. Giờ Minh Tấn. Rồi, lại gửi cái bằng. Kép kép lại em, kép kép lại em. Quay lại đây. Lại gửi cái bằng. Hết này. Hồ Thế Vinh. Vinh Bầu, 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 Thành, đây đây. Thành á, không phải là không có bằng. Những cái bằng Thành á, bằng sẽ được cấp sau. Lọt sổ trong này có một số anh em á là được, gọi là sao ta, có nhiều anh em đã được học thời gian lâu, đã được ra thợ rồi. Nhưng mà biết sao không có thời gian để làm, để tốt nghiệp cho ba bốn bạn tốt nghiệp đâu được. Ví dụ ở VC bạn nào có năng lực tốt thì sẽ được cấp bằng thành nghề tốt, thành nghề trước và đứng ở lòng thợ trong VC trước.
và chờ tới ngày tốt nghiệp. Tới ngày tốt nghiệp vẫn lên nhận bằng, như bạn ấy đã làm thợ rất là lâu, có nhiều bạn làm tới vài ba tháng rồi ha. Còn bây giờ rồi anh em mình chụp với nhau tấm hình làm kỷ niệm nha. Lát nhấn lúc này nha, nhấn ở trên này nè, đi dưới này nè, khoảng cách luôn. 2, 3. Một, hai, ba, vô cái anh em ơi. Một, hai, ba, vô. Vô. Ủa. Rồi anh em giơ ly hết coi nè, quay ghi hình coi. Ghi hình coi, giơ tay lên hết coi, giơ ly hết coi nè. Đúng rồi, rồi, giơ lên nha, giơ lên nha. Ôi, ly đâu, lên cao lên nha, giơ lên hết luôn nha. Thầy Hoàng, đứng đằng xa nè, đứng xa nè, đứng xa nè. Rồi, giơ lên hết nha, 1, 2, 3, vô. Rồi, uống nha. Đây, hôm nay buổi tốt nghiệp của anh em QC đây. Hôm nay anh em QC tốt nghiệp. Tốt nghiệp khoảng 17 bạn thôi, nhưng mà những anh em này đến đây chung vui để chia tay những anh em mà không được ở lại QC nữa. Put your hands in the air.